Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 20 tháng 2 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với những nội dung chính sau đây. Thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu tại các doanh nghiệp và các điểm xét nghiệm tự nguyện có trả phí cho người dân. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, làm việc của người dân, từ ngày 17 tháng 2, thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu tại các doanh nghiệp và các điểm xét nghiệm tự nguyện có trả phí cho người dân. Đi vào hoạt động từ trước Tết Nguyên đán, hai điểm lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện có trả phí tại phường Đông Triều và phường Mạo Khê đang vận hành hết công suất. Đơn vị thực hiện là Bệnh viện Đa khoa Medlatech Hà Nội. Người xét nghiệm được nhận kết quả sau 24 giờ. Sau Tết Nguyên đán tôi tự nguyện xuống dưới này để kiểm tra cái COVID-19 này để lấy thủ tục giấy là tôi đã đi làm sáng. Tết ra thì tôi có nhu cầu là đi lại ngoại tỉnh nên tôi chủ động đi xét nghiệm. Mà bản thân tôi thì tôi thấy là mình tự nguyện vừa từ tốt cho mình và tốt cho cộng đồng. Cùng với lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện cho nhân dân, thị xã Đông Triều cũng phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại nơi làm việc cho các đơn vị doanh nghiệp, đảm bảo toàn bộ công nhân lao động có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới làm việc trở lại. Lãnh đạo công ty cũng đã là gì tập trung quán triệt là công tác phòng dịch từ khi tham gia giao thông cho đến cổng bảo vệ, xịt khuẩn, khử trùng, đến nơi sản xuất, khoảng cách và tuyệt đối tuân thủ khẩu trang. Thì công ty có thể chủ động coi vậy là đặt nguồn kinh phí coi vậy của công ty ra để coi vậy xét nghiệm cho toàn bộ coi vậy cán bộ công nhân viên coi vậy trong công ty. Đến nay, thị xã Đông Triều đã có gần 14.000 người đăng ký đã được lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện. Quyết tâm của địa phương là khẩn trương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất và đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.